Tập phim Em Vàng Đâu Rồi. Sách hướng dẫn làm bánh bao. Ủa? Sao không thấy em Vàng ăn sáng ta? Vàng ơi Vàng! Vàng ơi! Ngủ đi! Vàng bánh đi Vàng ơi! Dậy đi! Em Vàng không có ở trong phòng. Vàng ơi! Vàng ơi Vàng! Đừng trốn nữa! Vàng ơi Vàng! Đâu rồi ta? Vàng ơi! Vàng ơi! Vàng! Các anh có thấy em Vàng đâu không? Không, không thấy gì cả. Chúng ta phải ra ngoài tìm em Vàng thôi. Bí ẩn quá. Hey! Xin chào các anh. Hết hồn. Xin cho hỏi, có thấy em Vàng của tôi đâu không? Không biết, không biết đâu. Hãy lên kệ hỏi bác Sách ấy, bác ấy biết mọi chuyện. Bác Sách ơi, bác Sách ơi. Bác Sách có thấy em Vàng của con đâu không? Ồ, để ta xem. Đây là bản đồ thám hiểm và em Vàng nằm ở đây. Các cháu đi hướng này. Khoan, không phải hướng đó, hướng này nè. Cảm ơn bác. Khoan, từ từ. Ở dưới này mới đúng nè. Ủa, kỳ vậy ta? Cuối cùng là bánh nhào. Có chuyện gì? Các anh có thấy em Vàng ở đâu không? Hả? Hướng này chứ đâu? Không. Hướng này. Hướng này mới đúng. Mày không biết gì hết. Tụi bay biết gì? Hướng này. Không, hướng này là thằng ngốc. Hay vô, hướng này. Hướng này. Mày chẳng biết gì hết. Hả? Người không thông minh bằng ta. Thật là cái người biết. Không sợ nè, không sợ nè. Tiêu nè, tiêu nè. Anh đau quá. Anh Đỏ đừng buồn, chúng ta sẽ tìm ra thôi. Sợ quá. Đi đâu đây? Thả thanh ra. Cậu ơi. Cậu có thấy em Vàng đâu không? Cảm ơn cậu. Đi thôi. Đây nè em Đỏ. Cái gì vậy hả? Không phải. Sao dám kêu chị Bảy? Có biết chị đang đi chợ không? Mấy em rút kinh nghiệm nha. Chị không có thích đâu. Em ngửi thấy mùi bánh bao của em Vàng. Em tìm thấy bánh bao của em Vàng đây này. Hướng này. Hả?
Hay quá, anh cũng giỏi quá. Em dạng bên kia kìa. Kia kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Em vàng ơi, em vàng ơi. Rồi, em vàng mến yêu. Em đi chơi mà không nói, làm cả nhà thật lo lắng. Em xin lỗi. À, em đến chơi với các bạn. Và đây là các bạn mới của em. Chào nha. Tập phim Cây Đèn Thần. Cảm ơn quý khách. Chị ơi, em thích chim cánh cụt này. Mua cho em nha. Được rồi em. Ta có bán rất nhiều đồ chơi hay, cháu có thể mua của ta. Thích quá. Con muốn mua cái này. Cây này giá 10 triệu xu. Con chỉ có 10 xu thôi. Không được rồi, 10 xu cháu chỉ có thể mua cây đèn này. Đây không phải là một cây đèn bình thường đâu. Đây là một cây đèn thần chưa được khám phá. Em lại đi mua đồ chơi đúng không? Thật phí tiền. Ông bán đồ chơi bảo đây là chiếc đèn thần kỳ. Đưa đi coi. Đồ ngốc, đây chỉ là một chiếc đèn vớ vẩn thôi. Em đã bị lừa rồi. Không, trả lại đèn cho em. Đồ vô dụng. Xin chào chủ nhân. Ông là ai? Sao lại chưa lấy từ cây đèn? Thưa chủ nhân, tôi là thần đèn, xin hân hạnh được phục vụ. Hả? Vậy ông làm được gì? Bất cứ thứ gì chủ nhân yêu cầu. Ta muốn ăn thật nhiều kem. Có ngay. Kem đây, kem tới đây. Kem. Ta muốn có một chiếc máy bay. Ta muốn thật siêu nhân. Xin đây. Xanh ra đây mau. Ra đây mau. Em suốt ngày chơi đùa ồn ào, chẳng chịu làm gì cả. Em không biết. Không biết cái gì. Em chơi đùa ầm ĩ trong phòng. Không được đụng đến chủ nhân. Hay quá. Xin mời chủ nhân. Ôi, vàng.
Thằng này thật tuyệt. Ta là Xanh, chủ nhân của thần đèn. Ta muốn thần đèn được tự do. À, từ nay ta đã được tự do rồi. Tạm biệt gia đình Bút. Từ nay ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Và ta sẽ nhớ gia đình Bút lắm. Tạm biệt thần đèn. Tạm biệt thần đèn.